Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Đức Chung đã đánh cắp tài liệu bí mật như thế nào. Ông Nguyễn Đức Chung là người trong ngành cảnh sát điều tra nên những hồ sơ điều tra và Bộ Công an nhắm vào ông đều biết. Ông biết cần phải lôi kéo những ai về phe mình để tiến hành lấy cắp tài liệu. Nói chung, quá trình đánh cắp tài liệu của Nguyễn Đức Chung là một quá trình bài bản của người trong ngành cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, mà bắt bài được Nguyễn Đức Chung thì có thể nói họ đã quá hiểu đồng nghiệp của họ. Đối với ông Nguyễn Đức Chung thì dù ông không đánh cắp hồ sơ điều tra hay không thì đường nào ông cũng dính tội. Nếu không đánh cắp thì tội nhẹ hơn, còn đánh cắp mà bị phát hiện thì tội nặng hơn một chút. Cho dù nhẹ thì ông Nguyễn Đức Chung cũng mất chức và chưa chắc gì không bị dẫn đến ngồi tù. Đụng đến tội bí mật nhà nước thì khung hình phạt không hề nhẹ. Đó là lý do tại sao ông Nguyễn Đức Chung đánh liều tung ra những thuộc hạ thân cận tiến hành để đánh cắp vụ này. Đây là hình ảnh báo chí nhà nước Việt Nam đã kết tội ông Nguyễn Đức Chung thay cho tòa án. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2020, cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để truy tố ông Nguyễn Đức Chung, 53 tuổi, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ba đồng phạm về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Theo kết luận điều tra, vào tháng 5 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 khởi tố điều tra vụ án hình sự buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường và một số đơn vị liên quan, còn gọi là vụ án Công ty Nhật Cường. Như vậy, chính C03 là nơi mà Nguyễn Đức Chung nhắm đến. Nơi đấy là những người anh em đã từng là người dưới trướng của ông Chung, và việc thực hiện phi vụ móc nối lấy cắp tài liệu đối với Chung là một việc không khó khăn gì. Và ai ở trong Bộ Công an đã làm nội gián cho ông Nguyễn Đức Chung, câu hỏi cũng được đặt ra. Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Đức Chung có vai trò chủ mưu cầm đầu để lấy cắp nhiều tài liệu mật là tài liệu điều tra đại án Nhật Cường. Trước tin bất ngờ Bùi Quang Huy bỏ trốn thì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã xác định có nội gián thì mới đánh động được cho Bùi Quang Huy đi trốn trước đó 2 ngày. Trước tình tiết này, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cho Bộ Công an nếu không bắt được Bùi Quang Huy thì cũng giăng bẫy bắt Nguyễn Đức Chung thông qua theo dõi những kẻ bị tình nghi là nội gián. Và để nắm thông tin, tài liệu về quá trình điều tra vụ án Công ty Nhật Cường, ông Nguyễn Đức Chung đã thông qua trung gian để tiếp cận với bị can Phạm Quang Dũng, nguyên là cán bộ C03. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2019, Nguyễn Đức Chung đã đặt vấn đề và sau đó được Phạm Quang Dũng đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra vụ án Công ty Nhật Cường. Đây là hình ảnh ông Phạm Quang Dũng, người được cho là làm tại C03 làm nội gián cho ông Nguyễn Đức Chung. Quang Dũng đã lợi dụng việc được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án Công ty Nhật Cường để lấy thông tin, tài liệu mà mình được phép tiếp cận hoặc đột nhập vào phòng làm việc của cán bộ thuộc C03 chụp trộm các tài liệu, báo cáo để gửi cho Nguyễn Đức Chung. Hành vi này diễn ra từ tháng 7 năm 2019 cho đến tháng 6 năm 2020. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, nơi ông Tô Lâm là Bộ trưởng, đã nhận vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội có tính chất rất nghiêm trọng. Nếu nói đúng hơn là rất quan trọng, chứ không hẳn là rất nghiêm trọng. Vì sao vậy? Vì nói đến mức độ nghiêm trọng thì Nguyễn Tân Dũng, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân cũng có vi phạm rất nghiêm trọng. Nhưng cho đến nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không đụng chạm gì đến những người này cả. Bởi đơn giản, thế của những con người này còn rất mạnh, trong khi đó, thế lực của Nguyễn Đức Chung yếu hơn nên mới bị đánh cho ngã ngựa đến như vậy. Và đánh cho Nguyễn Đức Chung, sau đó chuyển giao ghế này cho Chu Ngọc Anh mới là mục đích quan trọng của cánh Nguyễn Phú Trọng. Hành vi của các bị can trong vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ như sau. Nguyễn Đức Chung do bản thân có liên quan nên đã chủ động đặt vấn đề và được Phạm Quang Dũng 5 lần thu thập 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước và mật liên quan đến vụ án này. Kết quả điều tra đã xác định Phạm Quang Dũng đã 2 lần chuyển cho Nguyễn Đức Chung 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước ở độ mật. Hành vi của Nguyễn Đức Chung đã phạm vào tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Với vai trò chủ mưu cầm đầu, cơ quan điều tra cảnh sát Việt Nam cho biết ông Nguyễn Đức Chung đã thừa nhận
khai báo rõ ràng hành vi phạm tội của bản thân. Các đồng phạm của ông Trung được xác định giữ vai trò giúp sức, trong đó có Phạm Quang Dũng là cán bộ thuộc C03 đã có 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, 3 lần cung cấp tài liệu cho Nguyễn Đức Trung, trong đó 2 lần cung cấp 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước ở độ mật vào các ngày 25 tháng 8 năm 2019 và 10 tháng 6 năm 2020. Theo đánh giá của cơ quan điều tra công an thì Phạm Quang Dũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của bản thân và những người có liên quan. Đặc biệt, trước khi hành vi phạm tội bị phát hiện, bị can Dũng đã tự thú. Đây là những tình tiết được cơ quan điều tra đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người này. Đối với bị can Nguyễn Hoàng Trung, cơ quan điều tra xác định bị can này đã một lần nhận 3 tài liệu thông qua ứng dụng Viber là tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ mật từ Nguyễn Đức Trung và chuyển tiếp cho Nguyễn Ngọc Anh in ra giấy đưa lại cho mình để chuyển cho Trung. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung hiện đang mang trọng tội. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng cho biết bị can Trung và Ngọc đều có thái độ khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội. Đây được xem là những tình tiết xem xét giảm nhẹ trong quá trình xét xử. Nói chung, vụ án này chủ yếu nhắm vào Nguyễn Đức Trung. Còn những người kia được công an phía Việt Nam xác định là thành khẩn khai báo, có lẽ họ được xem xét giảm nhẹ tội. Làm rõ phong bì 10.000 đô la theo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, thì ngày 22 tháng 1 năm 2020, tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai, thông qua Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Quang Dũng đã nhận của Nguyễn Đức Trung một phong bì, trong đó có 10.000 đô la. Dũng đã lợi dụng việc được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án để lấy thông tin, tài liệu mà mình được phép tiếp cận hoặc đột nhập vào phòng làm việc của cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng 14, Cục Cảnh sát Kinh tế là đơn vị được giao thụ lý vụ án, chụp trộm các tài liệu, báo cáo. Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 4 tháng 6, ông Dũng đã đột nhập vào phòng làm việc riêng của ông Nguyễn Văn Thành, trưởng phòng 14, Cục Cảnh sát Kinh tế ở 47 Phạm Văn Đồng, dùng điện thoại chụp trộm 3 tài liệu tại bàn làm việc của ông Thành. Cơ quan chức năng đã xác định những tài liệu bị ông Dũng chụp trộm gồm báo cáo kết quả trích xuất dữ liệu và thanh toán tiền hàng buôn lậu cho 16 nhà cung cấp của công ty Nhật Cường, tài liệu báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc về tiến độ kết quả kế hoạch kết luận điều tra vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường và báo cáo kết quả xác minh việc công ty Nhật Cường cung cấp dịch vụ cho thành phố Hà Nội ở giai đoạn 2017-2019. Đây là hình ảnh cơ quan an ninh thu giữ tài liệu bí mật trong vụ án Nguyễn Đức Trung. Để đột nhập được vào phòng làm việc của lãnh đạo cơ quan điều tra, trước đó ông Dũng đã đánh trộm chìa khóa phòng làm việc của cấp trên. Sau đó, ông Dũng đưa thông tin tài liệu cho ông Nguyễn Đức Trung thông qua phần mềm Viber và người trung gian. Được biết số tiền 10.000 đô la này hiện đang được gia đình ông Phạm Quang Dũng mang đến cơ quan điều tra nộp lại. Và ông Nguyễn Đức Trung đã bị đề nghị mức án bao nhiêu, câu hỏi cũng được đưa ra. Theo cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an, thì Nguyễn Đức Trung đã phạm vào tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, quy định tại khoản 3, điều 337 Bộ Luật Hình sự, với vai trò chủ mưu cầm đầu, không hình phạt từ 10 đến 15 năm tù. Cùng tội danh, tài xế riêng của ông Trung là Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, cựu phó trưởng phòng, thư ký, biên tập văn phòng Ủy ban Nhân dân Hà Nội, bị đề nghị truy tố theo khoản 1, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Đây là hình ảnh báo chí ấn định án cho Nguyễn Đức Trung. Tại Việt Nam, báo chí được viết theo chỉ thị của Đảng, nên khi báo chí kết án ai thì y như rằng người đó sẽ được xử với mức án như vậy. Người dân Việt Nam thì ví thần công lý của xứ này như một diễn viên hài là vậy. Nó được định sẵn mức án trước khi được tòa án xét xử. Vậy nên hết 99% là Nguyễn Đức Trung sẽ bị ở khung hình phạt đã được đưa ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2020 với bản tin Nguyễn Đức Trung đánh cắp tài liệu bí mật như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.